Xin chào các bạn ở cùng video hôm nay. Và hôm nay nó sẽ cho bạn con mấy con thú cưng dễ thương mình mới tạo ra. Đó chính là SCP. Các bạn đây nè, đây là SCP ta. Tao không nghe về nó nhưng mà tao biết chữ nó là gì ta. À, biết số nó. SCP 682, SCP 096, SCP con họ nó thì ăn cả thế giới. Tao qua tớ coi con thỏ này mà quên chữ nó rồi. Nó anh có thể ăn cả một mấy cái luôn các bạn. Có thể ăn trăm cái luôn. Có thể ăn mấy đồ luôn các bạn. Các bạn có độ hức. Con này là con sinh vật bình thường. Con SCP bình thường. Còn đây SCP 99. Con SCP ham. Cháu cũng làm mình hai. Dạ các bạn đến đây kết thúc. Các bạn hãy nhấn like, dạ xe, dạ con tí heo nha. Dạ thôi, bye bye.